qua nhà. Ồ, rất là vui luôn. Ta chạy qua coi đi. Đang buôn hư hết rồi. Đang buôn hư. Đã chọn buôn hư. Buôn hư cho điện thoại quay. Buôn hư cho buôn. Buôn nóng rồi kìa. Mặt sải rồi. Coi thả tim cái coi, thả tim cái coi, rồi bắn súng dữ rồi nè, thả tim nè, thả tim nè, thả tim rồi mình chỉ luôn cho em phần lên quay cao nhất đạp đi cho anh hai phần lên đạp đi cho rồi đưa đi nhá hai bạn đứng đây nhảy cho mấy chú quay cho mấy chú sâu với chè đứng xuống nhảy nhẹ cái cho mấy chú quay chào cho Minh Ngọc nha quay lâu anh chị cái tay của mình chào chị Minh Ngọc nha chào đại trình mình nha cái này cái gì ta đứng xuống nhảy nhẹ cho mấy chú quay mời qua Bun đâu có biết nhảy đâu. Bun đâu biết nhảy đâu mà. Không biết. Bun đâu biết nhảy. Bun đâu có biết nhảy mà đúng không? Bun đâu có biết nhảy đâu mà. Ôi Bun nhảy nữa coi. Cho quần Bun lắc nè nè. Lắc nè. Cô chú còn cái trường lỏng nè. Cô chú không ghét hả? Nè. Đây cũng có con nhưng mà con đang con ăn cuối như vậy. Ở trên cái áo anh gấp rồi rồi. Hết cả hết bên luôn rồi. Đi dạ, hết bên mình chú ơi hoài. Mày sạc đi. Con này là con heo nè. Con này là con heo nè. Con đó gì Bill? Quên. Mời rồi. Ủa thôi đó vậy Bun. Mày điện thoại rồi. Mọi người con đây đang nhảy múa bên trong nha cả nhà. Bun vô không vô ngồi cho máy lạnh bác rồi thì dụng luôn ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ thì hiện tại là chị Phương Lê cùng mọi người bên trong cũng chuẩn bị ra về nha cả nhà. Dạ. Phương Lê, anh Đinh Tý cùng anh Sang và cùng chị Bích Trâm. Mọi người chuẩn bị ra về thì hồi nãy là chị Thanh Huy Vũ đã về trước rồi nha. Thì mọi người cũng chuẩn bị về rồi cả nhà. Cô giáo cũng khá là dài nè, thảo nhân cũng xin kết thúc với tới đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi nhé. Hẹn hò gặp cô chú anh chị mình video tiếp theo.